Sa-pa-ka-va-to a-ra-ha-to sam-ma-sam-bun-tha-sa nam-mo-ta-sa pa-ka-va-to sam-ma-sam-bun-tha-sa nam-mo-ta-sa pa-ka-va-to a-ra-ha-to sam-ma-sam-bun-tha. Sa con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài từ ngộ, không thầy trì dạy. Đêm nay mình bắt đầu học 45 hạ của Đức Thế Tôn. Mình bắt đầu từ hạ 21 tới hạ 44. Hạ thứ 21 đến hạ thứ 44. 15 hạ của Đức Phật chia ra hai thời kỳ. 45 hạ đó mình chia thành hai thời kỳ. Thời kỳ đầu kể từ, mà đúng ra chia ba chứ. Chia ba. Kể từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 20, mọi hạ Đức Phật an cư nhập hạ, nơi nào tế độ cho chúng sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. Thời kỳ cuối kể từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44, Đức Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi chùa. Khi thì Đức Phật cùng với chư Tăng, tỳ khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Chetavana. Khi thì tại ngôi chùa Bobbarama gần kinh thành Savatthi. Sau khi mạng hạ, Đức Phật thường ngữ đi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Có duyên lành nên tế độ dù gần dù xa, trong cõi người hoặc cõi trời dục giới hoặc cõi trời sắc giới. Khi đến gần mùa mưa, Đức Phật trở lại kinh thành Savatthi an cư nhập hạ tại ngôi chùa Chetavana hoặc tại ngôi chùa Bobbarama. Có khi á, cái chùa này cũng gần nhau thôi, không xa mấy. Nó khoảng cách từ chùa mình tới khoảng tới chùa Sa Tổ, không xa. Này xa hơn thì cũng chút đỉnh thôi. Nhôm tới cả lại khlen rồi qua sẽ thầy nữa. Chùa nó không tích đâu, quạt Popira mà. Chùa không tích. Và là xa nó dân tàu nó lâu bạch non tàu. Chân chừng ai nhô mới chừng ai và hai bên nó xoay tôn cho mình vì quạt chê tập bốn á tàu khá lên rồi bỏ bát phương vì xa nó hay à cả lãnh cúc đã ăn bình quân lê mê nó có đau chết nặng ai nè cúc tập bốn tình yêu kia nặng nè. Bởi vì Đức Vua Pasenati Kusala ở kinh thành Savatthi là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tâm tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, chư Tỳ Khưu Tăng, đặc biệt có hai đại thí chủ là ông Phú Hộ Anathapanika và ba đại thí chủ Vị Sa Kha.
trong nhà của hai đại thí chủ này hàng ngày luôn có sắp đặt sẵn 500 chỗ ngồi để đón rước chư đại đức tỳ khưu tăng đến khất thực. Ai có nói ai có xa dương riêng mà má lại nó đẹp chôm tập trăm rồi cái lại chứ nè. Pi buồn là hơi khác nhau một chút đây con số. Trong kinh pháp cú là để là 2000, còn nhớ không mình học á? Và phần đông dân chúng trong kinh thành Sa-va-thi là những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hoàn hỷ trong việc bố thí cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư tỳ khưu tăng. Do đó khi Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa Chê-ta-van-a hoặc tại ngôi chùa Bốc-ba-ra-ma, có số đông chư đại đức tỳ khưu tăng cũng an cư nhập hạ tại một trong hai ngôi chùa này và các nơi gần kinh thành Sa-va-thi, để chư tỳ khưu có được nhiều điều thuận lợi, nhất là bốn thứ vật dụng trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư tỳ khưu được thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiện tệ được phát triển tốt. Theo cái tài liệu mà sư đã học á, thì chùa Chê-ta-van-a thì Đức Phật an cư kiết hạ là 25 năm. Rồi chùa Bốc-ba-ra-ma thì Đức Phật an cư kiết hạ 6 hạ thôi. 6. Mình nói hạ thôi không phải 5 nha. 6 hạ. Đó, cái tài liệu mình đã học trong cái kinh pháp cú. Rồi hạ số 45, hạ thứ 45, hạ cuối cùng, Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi làng nhỏ Vê Lục Vạ Cà Mạ gần kinh thành Vê Sa Lì. Đức Phật cho phép chư đại đức tỳ khưu nhập hạ quanh làng gần Đức Phật để cho tiện việc tụ hội nghe lời giáo huấn của Ngài, bởi vì Ngài biết rõ rằng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa Ngài sẽ tích diệt Niết Bàn. Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng. Trầm trọng thân ngôn á, chùm ngư thân ngôn á, lâm bệnh á, chùm ngư thân ngôn á. Sau kia Phật đã miên phía trung miên và chuôn thân ngôn và xa tí xa sắp pram. Tưởng chứng như sập tịch diệt Niết Bàn, nhưng Đức Phật suy nghĩ rằng Như Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ananda cùng chư tỳ khưu tăng biết mà tích diệt Niết Bàn, đó là điều không nên. Do đó Đức Phật cố nhận nại khăn tay rứa có ớt truồm nè nhận nại nó cực ổn đằng nào kia nâng nhô nhôm đằng nào chịu đựng thọ khổ rồi nhập A-la-hán quả. Nhờ vậy bình tình của Đức Phật được thiên giảm. Vì mê ca thu sra lắm.
Sau khi khỏi bệnh được không lâu, Đức Thế Tôn ngự ra khỏi cốc, đến ngồi chỗ đã trải sẵn. Ngài Trường Lão Ananda đánh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nhìn thấy Đức Thế Tôn khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quá. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con thấy Đức Thế Tôn lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác toàn thân nặng nề, tâm con tâm tối. Tâm tối nó cứ là vì mình, nó ngay vì mình sẽ lạc sẽ lắm á, nè, chật nắng. Tâm con tâm tối, mờ mịt, không còn biết rõ phương hướng. Nó đăng tư cái đó, đó thần đừng về nhé, về tư. Pháp hành tứ niệm xứ cũng không còn hiện rõ trong tâm con. À, pháp hành tứ niệm xứ dây tớ sở đệ sở tệ và than bạ đệ bạt nè sở tệ và than bạ đệ bạt nâng prai mà chấm pháp hành tứ niệm xứ dân prai mau tha sở tệ và than bạ đệ bạt nè cũng không còn hiện rõ trong tâm con. Vì mình sẽ bắt nông chật, vì mình sẽ bắt nông chật rồi bỏ lộn. Bởi bệnh tình trầm trọng của Đức Thế Tôn, nhưng có một điều mà con tự an ủi rằng: Đức Thế Tôn chưa truyền dạy lời di chúc cuối cùng. Đến chư tỳ khưu tăng thì có lẽ Đức Thế Tôn chưa tịch diệt niết bàn. Di chúc nó xây tưởng di chúc nè bệnh đâm tham ai dớn chả nè di chúc kỳ sư khởi theo sao đá đó nè sao đá nó di chúc cứ sao đau vô kia bệnh đâm sao đá nó có kia bệnh đâm rồi bỏ nét để chích sập đài. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, chư tỳ khưu còn hy vọng gì nơi Như Lai nữa? Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng không hề phân biệt người thân bên trong, kẻ sơ bên ngoài. Như Lai không giống như các vị thầy khác dâu các yếu pháp, để chờ đến lúc trước khi lâm chung mới truyền dạy cho người học trò tiến cận. Bọn ông trung trang sập đại tháp bọn mình đôi chia kru đợt tây đi ca bất tú bọn bị thua đây bọn ông trang đấng bọn bán sập đại sập cực hai đó bị khổ chẳng lai hạt miền lẹ liềm ấy chẳng ông mình men đôi chia kru đợt tây đi lẹ tục rồi hốt đó bế chích sạp bán sập đại prap. Này Anan, vị thầy nào nghĩ rằng ta là người lãnh đạo nhóm chư tỳ khưu tăng và nhóm chư tỳ khưu tăng nương nhờ nơi ta, vị thầy ấy mới có lời di chúc cuối cùng đến nhóm chư tỳ khưu tăng. Này Anan, đã Như Lai không nghĩ rằng Như Lai là người lãnh đạo nhóm chư tỳ khưu tăng và nhóm chư tỳ khưu tăng nương nhờ nơi Như Lai. Như vậy sao Như Lai lại có lời di chúc cuối cùng đến chư tỳ khưu tăng? Này Ananda, bây giờ Như Lai đã đến thời lão niên quay chắc nè niên á, quay á lão niên à một bố sấy nên cha mấy
lão niên, trung niên, ấy tiết, ấy tiết, thì muối, hả? Mấy, mấy thanh niên thế, thiếu niên, nó nghe thiếu niên, trung niên, nè, thiếu niên, trung niên, lão niên. Quay khám mê nhé, quay khám mê nhé, bà thò một quay nó ngày thiếu niên á. À, trung niên và lão niên. Bây giờ mình chia làm sao? Mình chia làm sao? Bây giờ 25 năm đi, 25 năm đi. Nè, xưa là lão niên rồi. Lão rồi đấy, năm mấy rồi giờ, xưa lão niên rồi, ngày năm hai năm ba rồi, nó nhôm phi đó bằng trung niên. Nè, cái niên ấy mình chia thành ba vậy đó, thiếu niên, trung niên và lão niên. Hai sư là trung niên đó, hết thiếu niên rồi. Đấy. Dồn hên chảy thiếu niên rồi. Nè, 25 đi, mình 25. Rất còn trung niên. Xưa lão niên rồi. Bởi người ta kêu ông lão là đúng rồi đó. Tuổi đã cao, đã 80 tuổi rồi. Ví như chiếc xe cũ sử dụng được là phải nhờ sửa chữa như thế nào thì sắc thân của Như Lai cũng như thế ấy, luôn luôn cần được sửa chữa bằng cách nhập A-ra-hán thánh quả. Đức Phật sửa chữa bằng nhập A-ra-hán thánh quả, mình sửa chữa bằng cách nào? Mình sửa chữa bằng cách nào đây? Bệnh viện Long Xuyên, bệnh viện Hạnh Phúc, bệnh Đại học Y Dược Chợ Rẫy, thân dân. Đó, mình sửa chữa. Này, này Ananda, khi nào Như Lai nhập A-la-hán thánh quả có đối tượng vô hiện tượng niết bàn, diệt được các pháp trong tam giới, hưởng pháp vị an lạc, niết bàn siêu tam giới, khi ấy Như Lai mới thật sự được an lạc. Cho nên các con nên sống có ta làm hòn đảo, có ta trong biển khổ, có ta làm nơi nương nhờ. Có ta nên miền khluôn á, miền khluôn chỉ có nhà chỉ có miền khluôn chỉ tí bưng nương nhờ. Hòn đảo đó các bạn có miền khluôn chỉ có miền khluôn chỉ tí bưng atta tí băng atta sa ra năng đó phải lý. Không nên sống nương nhờ nơi nào khác, nghĩa là có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm
nơi nương nhờ. Không nên sống nương nhờ nơi nào khác, này Ananda. Vì vậy hiện tại Như Lai còn tại thế, cũng như trong thời vị Lai, sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn, chư tỳ khưu cũng là người sống có ta làm hòn đảo, có ta làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là tỳ khưu sống có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Chư tỳ khưu ấy được chư tỳ khưu ấy thực hành pháp hành tứ niệm xứ sẽ là người cao thượng. Thấy không? Đức Phật khen tứ niệm xứ. Như vậy là mình nên học cái bài kinh tứ niệm xứ cho biết. Dạ. Mình sẽ có thời gian mình học cái bài kinh tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ là bài kinh nổi tiếng. Đức Thế Tôn an cư nhập hạ nơi đây suốt 3 tháng. Đây là hạ cuối cùng của Đức Phật. Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật, sau khi mạng hạ, Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng trở lại kinh thành Sa Va Thi, ngự tại ngôi chùa Chê Tạ Quan Nát. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta tịch diệt Niết Bàn. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta suy xét rằng chư Phật với bậc thánh tối thượng thanh văn, vị nào sẽ tịch diệt Niết Bàn trước? Ngài Đại Trưởng Lão biết rõ rằng bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử tịch diệt Niết Bàn trước Đức Phật. Ngài Đại Trưởng Lão suy xét về tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của Ngài Đại Trưởng Lão chỉ còn 7 ngày nữa. Chỉ còn 7 ngày nữa. Cái này là quy luật đó sư. Quy luật. Tức là ai phát nguyện thành bậc thánh và tối thượng thanh văn là phải Niết Bàn trước Đức Phật. Tức là hai vị luôn. Dạ, hai vị luôn. Nên Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta liền đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhà để tịch diệt Niết Bàn. Đức Phật truyền hỏi Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta rằng: Này Sariputta, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại nơi nào vậy? Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta kinh bạch rằng: Kinh bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại ngôi nhà trong làng Nala Kagama, xứ Makatha, nơi con đã sinh trưởng, đồng thời để tế độ cho thân mẫu của con. Tu pro miệt đá nè. Tế bà có 7 người con đã trở thành bậc thánh A La Hán, nhưng bà vẫn chưa có đức tin nơi Tam Bảo. Theo Ba La Môn giáo, 7 đứa con trai đi xuất gia thành bậc A La Hán mà bà là còn là cái người tà kiến. Đó. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta cùng với 500 đệ tử đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép từ giả Đức Thế Tôn. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta trở về lại ngôi nhà xưa ở tại văn phòng của mình. Trong đêm cuối cùng của Đức của cuộc đời, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta phát bệnh,
kiết lỵ, đi ngoài. Bánh gì đây? Kiết lỵ đi ngoài. Kiết lỵ đi ngoài. Trong cái kinh là ra máu nhiều lắm. Phân lẫn nhiều máu đó. Đây này, phân lẫn nhiều máu. Bệnh tình rất trầm trọng. Khi ấy đứng nhìn qua căn phòng của ngài đại trưởng lão bà thân mẫu của ngài đại trưởng lão, thấy tứ đại thiên vương từ cõi tứ đại thiên vương có hào quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ ngài đại trưởng lão lần cuối cùng rồi lui ra. Tiếp đến đức vua trời Sakka từ cõi tam thập tam thiên đến chiêm bái, đảnh lễ ngài đại trưởng lão lần cuối cùng rồi lui ra. Tần tử các đức vua trời cõi Dạ Ma Thiên, đức vua trời cõi Đâu Sức Đà Thiên, đức vua trời cõi Hóa Lạc Thiên, đức vua trời cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, trong các cõi trời dục giới và tiếp đến chư đại phạm thiên, cõi trời sắc giới phạm thiên cũng đều đến chiêm bái đảnh lễ ngài đại trưởng lão lần cuối cùng. Bà thân mẫu của ngài đại trưởng lão nhìn thấy chư thiên chư đại phạm thiên có hào quang sáng ngời, vì sao hơn vì trước. Bà muốn biết những vị chư thiên ấy là vị nào. Bà mà có lòng tôn kính con của bà đơn như thế. Bà thân mẫu của ngài đại trưởng lão Sariputta đến phòng của ngài đại trưởng lão hỏi ngài trưởng lão Chunda con trai của bà rằng. Bà thân mẫu của ngài đại trưởng lão nhìn thấy chư thiên chư phạm thiên và hào quang sáng ngời, vị sao hơn vị trước. Bà muốn biết bà thân mẫu của ngài đại trưởng lão này Chôn Đắc, các vị chư thiên nào mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đánh lễ sư huynh của con như vậy. Ngài đại trưởng lão Chôn Đắc thưa rằng: thưa thân mẫu, đầu tiên chư đại thiên vương từ cõi trời tứ đại thiên vương đến chiêm bái đánh lễ sư huynh của con. Nghe ngài trưởng lão Chôn Đắc thưa như vậy, bà nghĩ thầm: tứ đại thiên vương mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đánh lễ con ta, vậy con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy thì Đức Phật là bậc tôn sư của con ta, chắc chắn Đức Phật còn cao thượng hơn thế nữa. Và bà hỏi tiếp: này Chôn Đắc, còn các vị chư thiên khác là vị nào vậy? Ngài trưởng lão Chôn Đắc thưa tiếp: thưa thân mẫu, chư vị kế tiếp tần tử là đức vua trời Sakka từ cõi trời tam thập tam thiên, đức vua trời Socchama đức từ cõi trời Dạ Ma Thiên, đức vua trời Santusita từ cõi trời đầu Sức Đà Thiên, đức vua trời Sô Nemita
từ cõi trời hóa là thiên. Đức Vua Trời Paranimitta từ cõi trời tha hóa tự tại thiên và tiếp đến chư đại phạm thiên từ các tầng trời sắc giới. Nghe ngài trưởng lão Chánh Đắc thưa như vậy, bà thầm nghĩ rằng đại phạm thiên mà ta tôn kính, chứ đại phạm thiên ấy mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ con của ta, vậy con ta cao thượng đến như vậy sao? Nếu vậy, Đức Phật là bậc tôn sư của con ta, chắc chắn ngài còn cao thượng biết dường nào. Đó, cái tâm của bà là có đức tin với Đức Phật, có đức tin với Đức Phật. Do nghĩ như vậy nên bà phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có. Các bài tế, bài tế hỷ lạc, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của ngài đại trưởng lão Sariputta và bày tỏ ý nghĩ của mình. Ngài đại trưởng lão Sariputta biết đúng lúc hợp thời nên ngài đại trưởng lão thuyết giảng về ân đức Phật để tế độ thân mẫu của ngài, về cái ân mười mười ân đức Phật đó. Sau khi lắng nghe ngài đại trưởng lão Sariputta thuyết giảng xong, bà liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoại nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu có đức tin trong sạch vững chắc nơi tam bảo. Như là công việc của ngài xong đó, trước khi nhập diệt niết bàn đổ thân mẫu cho xong. Đó. Cái lợi ích mà ngài quay từ xa về nhà đó là đổ cái thân mẫu này, đổ thân mẫu. Không phải là ngài không để ý tới thân mẫu người mẹ, mà thấy cái thời gian đó là cái ba la mật của mẹ là chưa tới, đó, chưa hợp thời. Bởi vì ngài để tới cái ngày mà ngài nhập, gần cái ngày nhập niết bàn á, với ngài quay về để mà độ cái thân mẫu. Như vậy là tuổi của bà Sariparamani là tuổi cao hơn, tuổi nhiều hơn ngài Sariputta, vậy là hơn 100 á, là hơn 100 tuổi. Ngài đại trưởng lão Sariputta tự nghĩ rằng: này, nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu của ta xong rồi. Dạ. Mình sẽ ba. Mình sẽ ba. Khi ấy trời sắp rạng đông, ngài đại trưởng lão Sariputta bảo ngài trưởng lão Chánh Đắc gọi chư tỳ khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngài ngồi dậy. Ngài đại trưởng lão dạy rằng: này chư hiền giả, quý vị đã theo tôi suốt 44 năm,
44 năm. Nếu tôi có làm điều gì, có nói lời gì làm không vừa lòng quý vị, vậy nay xin quý hiền giả hãy bỏ lỗi cho tôi. Chư tỳ khưu bạch rằng: Kinh bạch ngài đại trường lão, ngài đại trường lão là bậc thầy khả kính. Khả kính, khả kính nó mấy tấc sợ ok. Bậc thầy khả kính là cua ơi của rộng nhá, cua ơi của rộng khả kính. Khả ái của chúng con, khả ái của ơi cờ rốc của ơi sờ lành tiên nè, cờ rốc ấy sờ lành. Chúng con không nghe thấy một điều gì cả, và chúng con đã theo thầy như bóng theo hình suốt 45 năm qua, 44 năm năm qua. Nếu chúng con có làm điều gì, có nói lời nào làm không vừa lòng thầy, thì nay kính xin thầy có tâm từ tha thứ. Tâm từ xa tha thứ sâu mấy ta đó, dân khơi cho là sâu mấy ta đó, sâu mấy ta ót tổ nè, dân chân máy bằng chân bà chân cho chúc bạch ngài. Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, sông tô khne tu vinh tu máu, vào ngày rằm tháng 10, rằm tháng 10 âm lịch, khai cả đất, là khai cả đất. Ngài đại trường lão Sariputta tịch diệt niết bàn giải thoát, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Chân dân chăm á, khai cả đất á, khai cả đất. Ngài đập pram cá khai cả đất, bệ sợi bớt bệ nấp liền. Đào đập pram rối bệ mốc liền. Bệ mốc liền bệ nấp liền cái rối cái lắc khai. Ngay khi ấy trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyển động. Sau khi lễ hỏa táng thi thể ngài đại trưởng lão Sariputta xong, ngài đại trưởng lão Chun đã thỉnh xá lợi của ngài đại trưởng lão Sariputta đến kính dâng lên Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Chế Tạ Văn Á. Xa lắm, đường xa. Khi ấy Đức Thế Tôn truyền dạy xây ngôi tháp tôn thờ xá lợi của ngài đại trưởng lão Sariputta tại kinh thành Savatthi. Vậy là xá lợi của ngài Sariputta ở kinh thành Savatthi. Mất tích hết rồi. Ngài đại trưởng lão Mahamoggallana tịch diệt niết bàn. Sau khi ngài đại trưởng lão Sariputta tịch diệt niết bàn, Đức Phật cùng với chư tỳ khưu tăng từ kinh thành Savatthi ngự đến kinh thành Rajakaha, ngự tại ngôi chùa Velovana. Khi ấy ngài đại trưởng lão Moggallana đang trú tại Kalasila. Kalasila, cái chỗ này là sư từng đi tới rồi. Thamo Khamau, Phanom Thamo Khamau. Trên núi đó là có người ở đó, có người đó, cái người Ấn họ sống ở đó. Trong xứ Makatha, nhóm ngoại đạo thê mướn bọn cướp quay đánh ngài đại trường lão. Đã nhiều lần ngài đại trường lão đều lẩn tránh được. Đến lần cuối cùng, ngài đại trường lão suy xét
thay ác nghiệp cũ, đến thời kỳ cho quả cuối cùng trước khi tịch diệt niết bàn. Cái ác nghiệp gì đây? Giết mẹ, giết cha từ nhiều kiếp trước, xuống địa ngục nhiều lần rồi, nhiều trăm, nhiều ngàn lần rồi, mà còn dư sót á, dư sót cái quả, cái ác nghiệp đó, mà cuối cùng ngài cũng phải bị bọn cướp nó đánh. Vì mình nên sợ không cái ác nghiệp? Nên ngài đại trường lão nhận nại chịu đựng để nhóm cướp đánh đập ngài đại trường lão ăn tan xương nát thịt, tan xương mất tích ông chợt này nâng ăn miên sol để chúng tưởng ngài đại trường lão đã chết, nên ném xác ngài đại trường lão vào bụi cây, bụi cây ấy, cùng chữ rồi bỏ đi. Ngài đại trường lão Maha Mukkalana sử dụng phép thần thông liên kết xương thịt lại, bay đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép tịch diệt niết bàn. Ngài đại trường lão Maha Mukkalana tịch diệt niết bàn vào ngày 30 tháng 10 âm lịch tại làng Kalasila trong xứ Magadha. Lễ hỏa táng xong, Đức Phật truyền dạy xây ngôi tháp tôn thờ Xá Lợi của ngài đại trường lão Maha Mukkalana tại kinh thành Rajakaha. Như vậy trong tháng 10 âm lịch năm ấy, vào ngày rằm tháng 10, ngài đại trường lão Sariputta tịch diệt niết bàn. Đến ngày 30 tháng 10, ngài đại trường lão Maha Mukkalana tịch diệt niết bàn. Hai vị thánh tối thượng, thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama đã tịch diệt niết bàn. Ahpi hết hai vị là đặc biệt hết. Ahpi pi on sầm khăn đó. Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng từ kinh thành Rajakaha du hành đến kinh thành Vesali. Một hôm Đức Thế Tôn ngự vào kinh thành Vesali, Vesali đó, để khất thực. Bệnh rồi, già rồi còn đi khất thực nữa, thấy không? Mình là làm trụ trì chút là hết đi khất thực rồi. Tu được 5-10 năm là hết đi khất thực rồi. Khi đó mình bỏ cái việc của người tu nên làm. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật truyền dạy ngài trường lão Ananda cùng ngự đến ngôi tháp Cha Pa lại chết đầy. Mình là Pa Vá lại chết đầy. Cha Pa. Sau khi Đức Thế Tôn đã ngự đến chỗ ngồi đã trải sẵn, ngài trường lão Ananda đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lễ. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Anan, bậc nào đã thường thực hành bốn pháp thành tựu là Etipada, đã thực hành trở thành thường thực, đã thực hành trở thành vững chắc, có
căn bản đã luyện tập thành thói quen, hàng ngày thường tinh tấn, không ngừng được hành bốn pháp thành tựu này. Này Ananda, bậc ấy có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ được như ý. Cái chỗ này có, hồi trước sư cũng hiểu lầm, rồi có một số Phật tử cũng hiểu lầm. Cái trọn kiếp này á, không phải là từ một kiếp trái đất này đâu. Có người á, nếu có người nói là nếu Ananda thỉnh Đức Thế Tôn thì còn sống, chắc bây giờ Đức Phật chưa biết bàn nữa. Cái kiếp này á, nói là kiếp tuổi thọ có thể là 100 năm thôi nha, 100 năm thôi. Nếu mà ngày đó là ngài Trường Lão Ananda thỉnh á, thỉnh được trước á, thì Đức Thế Tôn có thể là thêm 20 tuổi nữa. Nước dân con có miên ca chật lõm á, chật lõm thà Atma có miên chật lõm vì một màu. Có miên chật lõm thà bà sân nam hà non ba nà rất tình yêu ông ơi ơi cung nấu bàn muôn của ông đại dụ sân khá nước của ông ru nấu hốt đòn lâu ấy hốt đòn tú ọc cặp người tiệt nâng ọc cặp nâng à chứ mà ọc khoa tự cắm kia sạ à miên bây là bàn tra. Mẹ nè. Nâng ơi, thương mạch lâu miền ọc cả trả. Cô rôn tay ní cư bờ sân nà prea mà hà non lúc ba nà rất tình yên đi môn môn. Phrong đã phải chôn nà mì dụ sân khá ta nào thà chôn nè khoa khoai tích chốt. Nào sao ta bay khai tiết ta thà con bà rịnh nó biên hơi. Bạn trâm mà rôi nâng ấy. Ba trăm năm ấy, trăm mà rồi chăn năm năm ấy. Năm ngày, chừng có bao giờ trở lâm bên muôn tiền đấy. Ngày xong sẽ đây nó gọi lục đại cho bạn đấy. Cứ thà kiếp tuổi thọ, bạn là dục khay, mình men cạp tê, là dục khay. Năm ngày, nè. Như Lai đã thường thực hành bốn pháp, đã được thực hành trở thành thần thực, thần thục, đã thực hành trở thành vững chắc, có các bạn đã luyện tập thành thói quen, hàng ngày thường tinh tấn, không ngừng thực hành bốn pháp thành tựu này. Này Ananda, Như Lai cũng có khả năng duy trì trọn vẹn tuổi thọ 100 năm, thấy không? Đấy đó, đấy rất là đúng. Hoặc hơn kiếp tuổi thọ 100 năm được theo như ý. Đức Thế Tôn đã truyền dạy gián tiếp như vậy, nhưng ngài Trường Lão Ananda không hiểu, nên không thỉnh mời Đức Thế Tôn rằng: Kinh bạch Đức Thế Tôn, kinh xin Đức Thế Tôn duy trì tròn kiếp tuổi thọ 100 năm. Kinh xin Đức Thế Tôn duy trì tròn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sanh, để đem lại sự lợi ích, sự tân hóa, sự an lạc cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại.
chư thiên cứ tê và đá, nhân lỗi cứ mình đúng mình đó. Sự lợi ích và giao tiên quá tân quá sẽ có đây chìm ra nè, sự an lạc sẽ có đây sọc ác mà thiền mía. Khi ngài trường lão Ananda vừa mới ra ngoài, ác ma thiền đến hầu Đức Thế Tôn, rồi đứng một nơi hợp lễ bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kinh thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn. Kính thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn ngay bây giờ. Ngay bây giờ luôn á. Tịnh. Bây giờ là lúc tịch diệt niết bàn của Đức Thế Tôn. Thật ra ác ma thiên đã nhiều lần đến thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn. Những lần trước Đức Thế Tôn đều được từ khước từ. À, khước từ đó mà từ chối rồi đấy. Khước từ. Nhân lần này Đức Thế Tôn hứa với ác ma thiên rằng: này ác ma thiên, ngươi hãy yên tâm, không lâu nữa Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn. Không lâu nữa. Không lâu là bao nhiêu? Giỏi. Kể từ nay chỉ còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn. Như vậy Đức Thế Tôn có trí tuệ sáng suốt, xác định thời gian 3 tháng nữa sẽ xả tuổi thọ, xả sinh mạng của Đức Thế Tôn tại Ngộ Tháp Cha Pa La Chê Tị Dạ. Đúng vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Tháng giêng là tháng nào? Khai mã giữa tháng giêng. Hai mươi. Rằm tháng giêng. Mễ thống. Ngày mễ chân. Châu cho năm chân, châu cho năm Việt Nam hai cái lạc hai đó. Rằm tháng giêng. Tết xong. Tết xong là tháng giêng đó, mùng 1. Ngày 30 là ngày cuối năm. Rồi mùng 1 là mùng 1 tháng giêng rồi đó. Mùng 1 ngày rằm tháng giêng là cái ngày 15 tháng giêng. 15 tháng giêng. Ngay khi ấy trái đất rùng mình chuyển động chưa từng có như vậy. Thấy điều lạ thường trái đất rung chuyển nên ngài trường lão Ananda vào hầu Đức Thế Tôn bạch rằng: kinh bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào làm trái đất rung chuyển? Bạch ngài, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này Ananda, ngày hôm nay vừa mới rồi Như Lai có trí tuệ sáng suốt hứa với ác ma thiên rằng: chỉ còn 3 tháng nữa mà thôi Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, ngài trường lão Ananda kính thỉnh rằng: kinh bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ 100 năm. Khi trước thì không thỉnh, mà bây giờ Đức Như Lai là hứa với ác ma thiên rồi.
mới ngài Trường Lão Ananda thỉnh. Đó. Nếu mà thỉnh trước thì có thể là được thêm 20 năm nữa. Yeah. Yeah. Thêm nhiều bài kinh nữa. Đó. Con xin thỉnh, kính thỉnh Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sanh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Ananda, con chớ nên thỉnh Như Lai nữa. Bây giờ không phải lúc thỉnh cầu Như Lai nữa. Như Lai đã gián tiếp dạy con nhiều lần mà con vẫn không hiểu. Con không có lời thỉnh cầu Như Lai. Đó. Nói mấy lần rồi? Này Như Lai đã hứa với ác ma thiên rồi, không thể nào khác được. Thấy ngài Trường Lão Ananda khổ tâm vô hạn vì hối hận, vì điều sơ xúc của mình, nên Đức Thế Tôn an ủi ngài Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, Như Lai đã từng dạy rằng sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân yêu, các bậc kính mến ấy, đó là sự thật hiển nhiên. Vì vậy những người thân yêu, các bậc kính mến ấy làm sao lại có thể chiều theo ý muốn của mình được? Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân duyên của nhân duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự nguy hại là thường. Dù có mong muốn rằng sinh pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại, cũng không thể nào được. Này Ananda, Như Lai cả cùng con đi đến giảng đường Cú Đà Gà Rá trong khu rừng lớn ấy. Ngài Trường Lão Ananda theo sau Đức Thế Tôn đến giảng đường Cú Đà Gà Rá. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, con nên đi mời tất cả chư tỳ khưu trong kinh thành Vesali đến tụ hội tại giảng đường Upatthana, giảng đường Upatthana Sala. Vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn, ngài Trường Lão Ananda đi mời chư tỳ khưu đến tụ hội tại giảng đường chánh pháp 37 chứng đắc thánh đạo. Như ngày trước sư có đăng lên cái tất cả Đức Như Lai trong khi giác ngộ, đều giác ngộ tứ diệu đế Chaturarayasaya, bốn chân lý. Khi thiết giảng, đều thiết giảng 37 pháp hỗ trợ chứng ngộ. À,
Trong khi huấn luyện, điều huấn luyện ba pháp học giới học, định học và tể học. Trong khi chỉ dạy, điều chỉ dạy là pháp không sao lãng. À, không sao lãng cũng được, không dễ vui. Chữ Khmer là dễ vui. Xin đây mình Phật Ma sư coi cái trong cái Malita của tiếng Việt là sao lãng, không sao lãng. Bây giờ Đức Phật thuyết pháp chánh pháp là gì? À, đó, Bồ Thí Bà Khai Dạ Thầm. Hồi nãy là mình đọc là chánh pháp rất là nhiều trong cái quyển sách này. Mình chưa biết chánh pháp là cái gì, bây giờ mình học nha. Khi ấy Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường Upatthana, ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ khưu tăng rằng: này chư tỳ khưu, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân lý tứ thanh đế, chứng đắc bốn thanh đạo, bốn thanh quả và niết bàn, các con nên học hỏi hiểu biết rõ, rồi nên thực hành thường thực hành chánh pháp ấy để chứng ngộ chân lý tứ thanh đế, chứng đắc bốn thanh đạo, bốn thanh quả niết bàn để duy trì phàm hạnh. Phàm hạnh là gì thưa sư? Phàm hạnh Brahmacharya nè, cao thượng. Phàm hạnh, duy trì phàm hạnh đang bay prapret nấu Brahmacharya thô, hiểu chưa? Prae phàm hạnh, Brahmacharya. Hai nấu xong chưa? Xong chưa? Brahmacharya thô để chánh pháp được trường tồn lâu dài. Trường tồn nó cái gì đây? Trường tồn á, trường tồn nó đi là thách thế tăng nâu mà đấy, tăng nâu oka là du mà đấy, anh prai mà chứ prai ở trong sẽ đấy prai sẽ làm cao thế, ở tăng nâu oka là du, trường tồn á, lâu dài. Trường tồn tăng nâu để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa. Lợi ích thì các sư biết rồi, phải không? Sự tiến hóa là biết rồi, sự an lạc là biết rồi, lâu dài cho phần đông. Phần đông là gì? Chiran sắp sanh đó, chiran phần đông chúng sanh sắp sanh đó sắp sanh đó chiran để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chư thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân lý chư thanh đế, chứng đắc bốn thanh đạo, bốn thanh quả và niết bàn, đó là
là gì? À, bốn pháp niệm xứ. Một là thân niệm xứ, hai là thọ niệm xứ, ba tâm niệm xứ, bốn 37 pháp. Ở chánh pháp này phải trả bài cho sư nha. Nha, phải trả bài. Cái này chánh pháp mà, mình nên cố gắng học cho thuộc. Nếu mình không thuộc nữa mà không biết thì chánh, mình thực hành chánh pháp sao đấy. Như cái người chăn bò mà không biết con bò mình là sao, bao nhiêu, ôi màu nó như thế nào, bò đực hay bò cái, sao mình chăn bò được đây. Vậy là phải biết, thấy không? Thuộc ngày nào trả bài ngày đó. Bây giờ sư cho thời gian, cho đặt ngày đi nha. Tuần sau đi ha. Tuần sau đây, cuối tuần sau đó. Gần tới ngày giới. Bây giờ cho rõ nha. Pháp niệm xứ Satipatthana. Bốn pháp niệm xứ là Chattu Satipatthana. Cái này Chattu rức, hoặc là Chattari Satipatthana. Một thân niệm xứ, hai thọ niệm xứ, ba tâm niệm xứ, bốn pháp niệm xứ. Ơi, thân niệm xứ thì sao đây? Thân niệm xứ mình niệm sao? Mình niệm cái cách nào gọi là thân niệm xứ? Cái này phải biết chứ. À, giảng mấy lần rồi. À, thân niệm xứ mình niệm anapanasati cũng là thân niệm xứ. Cái đó, thứ nhất là mình niệm hơi thở. Thứ nhì mình niệm cái sampajñña pappa. Sampajñña coi như là mình biết, mình vỡ tay mình biết, mình vỡ tay mình biết, mình đi cái chân nào trước mình biết, mình đắp y cũng mình biết, mình quay mặt về phía trái hoặc phía phải mình biết. Đó là cái đó là sampajñña pappa. Iriya patta pappa là bốn hoài nghi, là đi đứng nằm ngồi mình biết, rồi biết tới do gì mình đi được, do cái gì, nhân cái gì mới mình ngồi được, do cái gì mình nằm được, do cái gì mình đứng được. Đó, cái đó là tới Vipassana luôn. Tới Vipassana. Trong cái tứ niệm xứ này nè, có thì
thiên đến và thiên tệ. Trong này có thiên đỉnh và thiên tể trong này. Rồi thọ niệm xứ cách nào? Bây giờ mình nói tóm tắt cái thọ là có ba thọ. Thọ gì? Thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Mà thọ xả khó khổ như thế nào? Là cái khó chịu, mình đau thân, hoặc là mình buồn, buồn phiền cái chuyện nào không vừa ý cái gì đó, cái cảnh gì đó, cái đó là thọ khổ. Cái thọ lạc là cái thân này nó được cái sự an lạc, dễ chịu. Cái tâm thì gặp cái cảnh dễ chịu, ưa thích. Rồi cái thọ xả nó nằm giữa không khổ và không an lạc. Ngay giữa đó là thọ xả. Bây giờ mình đang thọ gì đây? Đang thọ xả. Mình biết là mình thọ xả, mình đang thọ xả. Không, mình khổ, mình biết cái đó là đang thọ khổ. Thọ an lạc, thọ lạc thì mình biết, mình biết. Mình ngồi, mình đứng, mình đi đâu đó, thọ cái gì mình biết cái đó. Nó ba cái thọ này. Rồi nó thêm sáu cái nữa. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả của người tại gia cũng có ba. Rồi ba nữa là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả của người xuất gia. Người xuất gia có cái khổ này không? Có. Vậy là chín, chín mục để mình niệm. Để mình niệm. Rồi cái tâm niệm, niệm xứ là cái tâm mình nè. Mà trừ đi cái tâm siêu thế, à, mình le chánh, mình le lô cô tra chết chánh, rồi có dân mình bách le có bán dân ai, bên tây dân miền lô cô tra ai na màu đã bay chim rào nừng, đấy. Có không? Sắc giới mình cũng không có nữa. Vô sắc giới mình cũng không có nữa. Bây giờ có nhiều cái gì đây? Tham sân si, tâm thiện, tâm quả, chứ thôi. Phải không? Khi nào tham nó phát sanh, mình biết là tâm tham nó phát sanh. Khi nào không có tâm tham thì mình biết cái đó là không có tâm tham. Cái đó là tâm niệm, tâm niệm xứ. Khi nào tâm sân nó phát sanh, mình biết đó là tâm sân, sân nó phát sanh. Khi nào không có tâm sân, mình biết là không có tâm sân. Tâm si cũng vậy. Mà có lợi ích gì mình niệm vậy? Mình theo dõi cái tâm đó để lợi ích gì? Để trừ đi
cái tham và tham và sân. Nếu mà nó không có cái niệm này nè, cái niệm tâm này nè, thường thường nó sân, nó hai cái pháp Abhichha tham, Domanasa là sân, Domanasa là sân. Sân với cái gì? Là cái cảnh không dự ý. Cái cảnh không dự ý. Tham cái gì? Với cái gì? Là mình, là khi mình gặp cái cảnh nó đẹp, cảnh nó dự ý mình, cảnh tốt, cái sự dính mắc nó có. Rồi cái người tinh tấn để mà giác ngộ là không dính, bỏ đi hai cái pháp này, không dính mắc và không ghét, cái đó mới là được cái sự an lạc. Nè, bây giờ mình hết chưa? Còn nhiều hay còn ít? Còn nhiều thì khổ nhiều, còn ít thì khổ ít. Đó. Rồi bốn là cái pháp niệm xứ. Pháp là bắt đầu từ phía năm triển cái Ni Vārana Pram nâng tâu. Nhôm ta thì có học rồi. Trong chương 7 Vi Diệu Pháp chương 7 á, có học rồi. Nhôm dê thì chưa có, chưa học. Hai, các sư thì học xong rồi, biết rõ rồi. Rất có học chưa? Đây, có học chưa? Chưa à? Vậy là nên học cái chánh pháp. Nên học, biết cái chi tiết, cái trạng thái của nó, cái cách hành như thế nào, rồi biết nó cái nhân gì mà nó mới sinh ra cái pháp này, rồi cái việc nó diệt đi bằng cách nào. Đó, rồi bốn pháp tinh tấn. Tinh tấn này có để nè: tinh tấn ngăn các ác pháp chưa phát sinh, không cho phát sinh. Đây tinh tấn thứ nhất. Thứ nhì, tinh tấn về ác pháp đã phát sinh. Như sư đã nói khi mình học ngày hôm kia rồi, cái ác pháp chưa phát sinh là sao? Có Phật tử nào hiểu không? Nói tiếng Việt ha, không nói tiếng Khmer à. À, lớp là mình học tiếng Việt, mình dịch thôi. Như ví dụ trong cái chú giải có ví dụ như là mình sát sinh, mình chưa tự cái ăn trộm ăn cắp của người ta. Như vậy cái sự ăn cắp ăn trộm đó, cái đó là ác pháp mới. Hồi trước mình phạm giới, mà phạm giới sát sinh này, mà phạm giới cái trộm cắp mình không có. Bây giờ mình giữ giới rồi,
sát sinh, mình cũng hát sát sinh, rồi cái trộm cắp cũng là không trộm cắp. Như vậy là cái sát không không sát sinh á, mình không sát sinh đó, cái đó là mình ngăn ác pháp chưa phát sinh, không cho nó phát sinh, hiểu chưa? Ví dụ một cái nữa, từ trước mình từng là phạm giới sát sinh, từng phạm giới trộm cắp mà tại gia mình không có. Như vậy bắt đầu bây giờ từ mình biết pháp, mình biết Phật pháp, mình quy y rồi, mình cũng là không sát sinh, cũng không trộm cắp, rồi cũng không tà dâm luôn. Vậy là tà dâm là cái là ác pháp mới, mình chưa từng làm, không làm luôn đó. Yeah. Bây giờ hiểu chưa? Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh, cái này mình từng làm rồi. Vậy lúc mình chưa quy y, mình chưa giữ giới, mình từng làm rồi. Bây giờ mình tinh tấn, con muỗi nó cắn như thế nào mình không giết nó, nó đâu biết làm ruộng làm rẫy gì đâu, mua bán gì đâu, à. Con cá con này con kia, bây giờ là mình hồi trước thì mình chưa được nghe pháp, mình chưa có đức tin trong sạch, với tam bảo thì mình còn chiếc chúng sanh đó. Bây giờ thì mình nghĩ, mà nghĩ sát sanh đâu phải dễ, đâu phải là tinh tấn. Nếu mà không có tinh tấn, thường thường nó thử mình. Hồi lúc mình chưa giữ giới, không gặp đâu con cá con này con kia, ít gặp lắm. Mình giữ giới rồi nó nhiều, giờ dạ, lồn á, bị lồn như cái gì bây giờ tôi xe tôi ý nó tay thông thông nữa. Coi chừng mình đi ruộng này kia con cá cá lóc lớn lớn nó thử mình, nó thử mình. À, bây giờ hiểu chưa? Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh, có nghĩa là mình từng phạm rồi. Mình từng phạm rồi, không phạm nữa, không làm nữa. Thì đó phải tinh tấn. Về tinh tấn ngăn ngừa, tinh tấn xả cái ác pháp. Cái trên như mình chích thuốc ngừa vậy đó. Rồi thứ nhì như mình đang trị, mình chỉ bệnh cho nó hết. Bệnh có rồi mà trị nó cho hết. Rồi thứ ba, tinh tấn làm cho phước, cho thiện pháp phát sinh. Tinh tấn, cái này là thiện pháp nó chưa từng có mà làm cho nó phát sinh. Như từ trước mình không biết bố thí, bây giờ mình biết bố thí. Hoặc là ở trước mình biết bố thí rồi mà mình chưa giữ giới, vậy mình giữ giới, vậy là pháp thiện về cái giới này nó phát sinh. À, nó phát sinh. Bốn, tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. Tăng trưởng bố thí rồi bố thí nữa, giữ giới, giữ được năm giới rồi, bây giờ mình giữ cái tam giới. Trong cái ngày giới mình giữ tam giới,
ngoài cái ngày giới mình giữ cái năm giới, hoặc là mình biết bố thí rồi mình chưa giữ giới, mình giữ giới, hoặc là mình biết bố thí mình biết giữ giới rồi mình chưa hành thiền, cứ mình hành thiền, cái đó cho cái pháp nó tăng trưởng. Hàng lâu lâu mình hành thiền một lần, bây giờ thì mình hành hàng ngày, một ngày một tiếng đồng hồ, một ngày một tiếng, một ngày một tiếng, cái đó tăng trưởng không? À, hồi trước mình học một ngày bỏ một ngày, bây giờ hàng ngày nào cũng mình học, tăng trưởng không? Đó, đó là mình tinh tấn, cái đó phải nó có tinh tấn mới được. Nhất là tinh tấn mình hành vipassana mới cái hộp trong cái ý nghĩa này. À, bốn pháp thành tựu chattaro itthipato itthi rất thi đó, cái này là ít thi bằng rất thi đó, rất rất đó, tên rất đó, rất thi ít thi, rất thi rất thi đó. Pa tô là cái đế, pa đã cái đế, pa đã cái đế như cái chân á, pa đã cái chân. Để mà có cái ích thị này, bốn pháp này nè, tất cả cái việc gì nếu mà có cái bốn pháp này cứ mình là thành tựu. Bốn pháp thành tựu, thành tựu do hài lòng, làm việc gì mình hài lòng làm được, khó cỡ nào cũng làm được. Như Phật tử mình hài lòng về học pháp nè, buồn ngủ cỡ nào cũng lên để học. Nếu mà không hài lòng rồi, ôi buồn ngủ quá, học khuya quá, cho học 5 giờ ôi sớm quá, cuối cùng thì không có học. Thành tựu không? Biết không? Không học gì, hiểu không? Đó. Thành tựu thứ nhì là do tinh tấn. Tinh tấn. Có người thì không hài lòng mà do cái tinh tấn này làm. Tinh tấn. Siêu diêm á, chi diêm prang prai, cuối cùng cũng là thành tựu. Thành tựu như có người có ngày á không vừa không hài lòng lên đại học do mưa hay là do cái sức khỏe của mình ngày đó là nó không êm sao, có không, có từng gặp cái chuyện này không? Nó. Cái đó là do tinh tấn mà. Ai mà vừa lòng mưa đó, phải không? Mà do cái tinh tấn, ôi phải lên học. Bỏ hết một bài học thì mình không hiểu cái bài đó. Như vậy là tinh tấn lên. Mưa hay là nắng, nếu học bằng ngày thì nắng, buồn ngủ cũng là tinh tấn. Thành tựu do quyết tâm, khó cỡ nào cũng mình quyết tâm học cho được, làm cho được, hành thiền cho được, giữ giới cho được, bố thí cho được. Mà cái này là thường từ nó là trong cái pháp học và pháp hành thôi.
Cái đó là gì? Là do quyết tâm. Thành tựu do trí tuệ, bạch nhà do cái sự hiểu biết. Nếu mình không học, mình không hành, không biết chừng nào mình tới cái giải thoát khổ tự sinh luân hồi đây. Cái đó cái gì? Biết như vậy là trí tuệ, là trí tuệ, biết cái đó. Suy nghĩ tới cái đó, mình không học, mình ở nhà, cũng một ngày một đêm nó qua đi. Sự già nó cũng cũng nó gần gần, rồi chết nó cũng gần tới mình. Vậy mình cố gắng học để mà biết đường mình hành chánh pháp cho nó đúng. À, bây giờ mình được học 12 chánh pháp tóm tắt nha. Cái này tóm tắt thôi. Rồi tới giờ rồi, chích giờ. Idam me punyam asava khaya vaham hotu. Idam me punyam nupana sapajyo hotu. Mama punyam bhagam sapasatanam pajemi. Ê sa pê mê sa mang quỳ nhạc và găng là tham tu sa.